người ta chỉ nói chung chung mặc cũng được, miễn làm sao mặc thoáng, vải mỏng, đứa trẻ được thoải mái. Như vậy okay. Hay quá, chị cho Linh chia sẻ cái này. Cái này, cái thời trang này hơi lạ. Cửa sổ là một cái đối tượng rất là hấp dẫn để mà bé tìm hiểu thế giới bên ngoài. Và một trong những cái công cụ đắc lực để hỗ trợ cho bé tiếp cận được với cái cửa sổ chính là những cái ghế, những cái bàn thấp, bé bò lên từ từ. Các bạn có biết ở độ tuổi nào mà chúng ta sẽ có nhiều vấn đề về sức khỏe nhất? Mình mến nước cho các bạn nha. Đây cũng là cùng độ tuổi mà chúng ta sẽ dành 70% thời gian ở nhà. Câu trả lời là các bé dưới 5 tuổi và các người lớn hơn 60 tuổi. Thì hôm nay Linh rất là hào hứng về buổi trò chuyện của chúng ta, bởi vì sức khỏe của gia đình là một trong những điều ít khiến Linh phân tâm khi Linh làm việc. Linh làm việc rất là tập trung, nhưng khi mẹ hoặc bé không khỏe thì sức khỏe của họ sẽ trở thành ưu tiên đầu tiên. Hôm nay chúng ta sẽ có bác sĩ Trí là chuyên khoa nhi tại Geo Health và bác sĩ Khoa là chuyên khoa cơ xương khớp tại Geo Health. Xin chào hai bác sĩ. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với trẻ em nha. Với Linh thì Linh có hai bé nhỏ nhà, 5 tuổi và 1 tuổi. Và Linh cũng luôn rất là lo lắng về nó, bởi vì Linh đọc rất nhiều thống kê nói rằng với tai nạn mà dẫn đến tử vong, phần lớn sẽ xảy ra ở nhà. Thì không biết bác sĩ Trí có thể chia sẻ thêm về những thông tin này. Theo cái thống kê gần đây nhất của cái cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ thì họ thấy rằng là trong top 10 cái nguyên nhân mà gây ra tử vong hàng đầu cho trẻ từ cái lứa tuổi 1 tuổi cho tới 9 tuổi, tức là nằm trong cái lứa tuổi của hai đứa bé nhà chị đó, thì cái nguyên nhân đầu tiên đứng hàng đầu bảng đó là tai nạn. Đối với những cái đứa bé mà dưới 5 tuổi thì cái nguyên nhân đứng hàng đầu chiếm gần 50% chính là những cái nguyên nhân là bé cầm phải những cái vật lạ và nuốt vào trong bụng. 50%. Yeah. Cái thống kê này Linh cũng có đọc và Linh rất là sợ. Yeah. Bởi vì bé lớn thì nó có nhiều đồ chơi. Yeah. Và nó nhiều đồ chơi nhiều kích thước. Yeah. Và bé nhỏ thì bây giờ nó cái gì cũng bóc và đẩy vào miệng. Yeah. Thì Linh có đọc một cái mẹo ha. Yeah. Thì Linh có đọc là chúng ta có thể dùng cái cuộn giấy. Yeah. Và mình dùng nó để đo nếu mà đồ chơi nào có thể vừa để vô đó thì mình không nên cho bé chơi, tại vì nghĩa là nó quá nhỏ. Đây là một trong những cái mẹo mà rất là hữu ích cho các phụ huynh. Nếu như những cái vật nào mà nó nhỏ hơn cái ống giấy này thì chắc là nó sẽ nhỏ hơn được cái khuôn miệng của đứa bé. Như vậy đứa bé có thể đút vào bên trong miệng và từ đó có thể gây ra những cái tai nạn liên quan tới dị vật và có thể gây tử vong cho trẻ. Không biết là bác sĩ có những cái mẹo khác mà các phụ huynh có thể thực hiện trong nhà không ạ? Rõ ràng chúng ta không thể cản đứa nhỏ lớn lên. Chúng ta không thể cản đứa bé có những cái tò mò và những cái tìm hiểu thế giới xung quanh được. Cái biện pháp hữu hiệu nhất đó là chúng ta phòng ngừa bằng cách chúng ta thiết kế ngôi nhà làm sao để giảm thiểu tối đa những cái nguy cơ gây ra tai nạn đó. Ví dụ như cái cầu thang. Cầu thang là một cái đối tượng rất là hấp dẫn đối với những bé 1 tuổi, tại bé rất là thích leo trèo lên. Nhưng mà khi leo như vậy nguy cơ té ngã rất là lớn. Cho nên người ta khuyên là nên có cái cửa chặn ở đầu trên và đầu dưới. Cái cửa đó mình luôn luôn khóa. Cái thứ hai, cửa sổ là một cái đối tượng rất là hấp dẫn để mà bé tìm hiểu thế giới bên ngoài. Và một trong những cái công cụ đắc lực để hỗ trợ cho bé tiếp cận được với cái cửa sổ chính là những cái ghế, những cái bàn thấp, bé bò lên từ từ. Ở bất cứ một cái đồ nội thất gì chúng ta cũng không nên để gần cái cửa sổ. Tại vì bé sẽ trèo lên hồi qua tới cửa sổ là có thể té ra bên ngoài. Thì cái cách an toàn hơn nữa là gì ạ? Là chúng ta luôn luôn phải khóa cái cửa sổ. Hoặc là nếu chúng ta muốn để thoáng thì chúng ta mở cửa sổ, nhưng chúng ta phải có những cái song sắt chắn lại để ngăn ngừa cái chuyện đứa bé nó té ngã ra ngoài. Một cái thứ ba nữa là những cái đồ nội thất bé rất là thích leo trèo. Tivi để ở một cái độ cao vừa phải, bé có thể chạm tới, bé leo lên và có thể cái tivi đổ vô người bé. Nếu nhà của chúng ta có trẻ 1 tuổi thì tốt nhất cái tivi nên để thiệt là cao hoặc là phải dán chặt vô trong tường để hạn chế tối đa cái nguy cơ té ngã đổ vào bé. Nói chung là với nhà của Linh là Linh đã dọn hết. Cái cách đó là an toàn nhất. Dạ đúng rồi. Giờ giống như quay lại hồi nãy chúng ta cũng nói là cái nuốt nghẹn, tức là cái việc mà bé cầm một cái đồ vật lạ bỏ vô trong miệng á, là cái mà thường gặp nhất, là mình phải thường xuyên kiểm tra trên sàn có những cái đồ nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái nút áo nè, hoặc là những cái hạt của sâu chuỗi nè, hoặc là cái đinh ghim nè. Nhà Linh thì cho bé lớn tập quét nhà. Dạ. Thì giờ nó về thì nó phải quét nhà để giúp mình giữ cái sàn cho nó sạch. Ồ, dạ vậy thì quá hay. Dạ. Chúng ta chuyển qua một cái chủ đề khác mà Linh cũng rất là lo lắng. Dạ. Đó là khi bé bị sốt. Với cái bệnh sốt thì Linh cũng đã nghiên cứu rất nhiều trên mạng. Dạ. Và cảm thấy là có nhiều thông tin mà hơi mâu thuẫn. Nó dẫn đến Linh có rất nhiều cái câu hỏi.
Thì với nhiệt kế thì lần đầu tiên bé lớn của Linh bị sốt thì Linh cũng chạy qua chợ đi mua những cái nhiệt kế và mua hết. Nghĩa là mình đã mua một cái để đo nhiệt độ đổ tai, một cái ở miệng, một cái ở trán, và sau đó về thì ba cái nhiệt độ nhiệt kế đó đã cho mình ba cái nhiệt độ. Thì không biết là mình nên dùng cái nào để mình có thể đánh giá là bé đó có bị sốt hay không. Thì sốt nó là một trong những cái biểu hiện phải nói là thường gặp nhất ở trẻ. Gần như đứa bé nào cũng phải sốt, và gần như một bà mẹ chăm con nào cũng đã từng phải chăm con sốt một lần. Thì có 5 nơi mình có thể đo. Vị trí thứ nhất, cái nhiệt, cái nơi mà để đo nhiệt độ chính xác nhất mà các cái nhà y khoa người ta khuyến cáo chính là đo ở hậu môn, là chắc chắn là chính xác nhất. Dạ, nhưng mà cái đó thì hơi khó ạ, đúng không ạ? Rồi, cái thứ hai, cái vị trí thứ hai đó là đo ở miệng, giống như chị Linh đã có lựa chọn. Người ta khuyến cáo cái nhiệt độ đo ở miệng thì cũng chính xác đó, nhưng mà chỉ áp dụng được cho trẻ ít nhất là từ 4 tới 5 tuổi trở lên. Cái vị trí thứ ba là nhiệt độ ở tai. Thì thực ra nhiệt độ ở tai thì không được khuyến cáo, tại vì nó không chính xác, có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng. Rồi, nhiệt độ ở trán. Vậy thì khi dùng bấm như vậy, ủa, nó có chính xác hay không? Về mặt chính xác, chắc chắn nó không phải chính xác nhất. Và nó có rất nhiều yếu tố nhiễu. Tuy nhiên do nó thuận tiện, nó dễ làm, cho nên người ta có thể dùng đó mà sàng lọc sốt ở trẻ từ 4 tuổi trở lên. Và người lớn cũng vậy. Còn cái vị trí cuối cùng là cái vị trí mình hay dùng nhất á, và nó rất là thông dụng, đó là cái vị trí nách. Thực ra nách có chính xác hay không? Nách thì cũng tương đối có thể chấp nhận được. Nách không có chính xác bằng hậu môn, cũng không chính xác bằng miệng. Tuy nhiên nách là cái vị trí thông dụng và dễ làm với mình nhất. Sau khi chúng ta đã chọn được một cái dụng cụ, vậy cái nhiệt độ nào là chúng ta có thể định nghĩa là có sốt? Nếu mình đo ở hậu môn là cái nơi chính xác nhất, thì 38 độ trở lên được gọi là sốt. Nếu mình lựa chọn nhiệt độ ở miệng, thì 37 độ 8 trở lên được gọi là sốt. Nếu mình lựa chọn nhiệt độ đo ở nách, thì 37 độ rưỡi trở lên được gọi là sốt. Cái này cũng phụ thuộc vào cái dụng cụ mình dùng. Dạ, thì phụ thuộc vào cái vị trí mà mình lấy nhiệt độ của đứa bé nữa. Thì các phụ huynh ở nhà, một cái mẹo mà Linh làm đó là Linh đã lấy một cái giấy băng keo và mình dán lên cái dụng cụ đó, và sau đó mình đã ghi cái thông tin vào trên cái tờ giấy đó. Nhưng nếu mà mình biết bé bị sốt rồi, mình nên làm thế nào? Và đây có thể là một trong những cái cuộc tranh luận lớn nhất trong nhà. Thì không biết là với bác sĩ Trí là mình nên, khi bé bị sốt mình nên mặc thêm áo hay là mình nên cởi bớt áo? Cái này là một cái quan điểm mà phải nói là gây tranh cãi rất là nhiều trong gia đình. Tại vì thường á, chúng ta để ý là khi mà, đặc biệt là mấy bé nhỏ, ví dụ như bé chị Linh mới có 1 tuổi thôi, thì khi sốt có một cái đặc điểm là bé sốt càng cao thì mình sẽ để ý cái tay chân của bé lạnh. Nó lạnh là tại vì những cái mạch máu ở ngoài tay chân nó sẽ co lại. Khi đó tự nhiên tay chân bé lạnh, cái ông bà thấy lạnh thì lại sợ bé bị lạnh, cái là phải đắp rồi mang găng, mang vớ mặc cho kỹ vô. Nhưng mà cái quan điểm đó là sai. Một trong những cái nguyên tắc quan trọng để mà chúng ta có thể giúp cho trẻ giảm được bớt cái sốt, tỏa được cái nhiệt ra, đó là mình phải giữ cho đứa nhỏ được thông thoáng nhất. Dựa trên cái nguyên tắc đó thì các cái hiệp hội nhi khoa uy tín ở trên thế giới, trong đó có cái Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ, người ta đã đưa ra 2 cái hướng dẫn được coi là nguyên tắc để khi chúng ta chăm sóc một đứa nhỏ. Thứ nhất là về cái chuyện là chúng ta sẽ mặc gì cho trẻ, và thứ hai là cho trẻ ở trong căn phòng như thế nào. Thì người ta khuyến cáo là gì ạ? Người ta chỉ nói chung chung mặc gì cũng được, miễn làm sao mạch thoáng, vải mỏng, đứa trẻ được thoải mái. Như vậy. Ok. Hay quá. Để cho Linh chia sẻ cái này. Đây là cái này áo. Cái thời trang này hơi lạ. Thì đây là cái áo của bé mà Linh đã cắt cái lỗ phía trước và phía sau. Bởi vì giống bác sĩ nói là giữ cái cơ thể cho nó thoáng, để cho mình giảm nhiệt độ. Và bởi vì bé cũng cảm thấy lạnh thì đã chọn cái áo dài tay, và sau đó có mặc quần lên cho bé, để cho giữ cái cơ thể, cái vòng ngoài nó ấm. Nhưng cái vòng, cái chỗ mà nó phát sinh nhiều cái hơi nóng thì mình sẽ mở thoáng lên. Không biết bác sĩ Trí nghĩ sao về cái thời trang này? Dạ, đây là cái sáng tạo tôi cũng mới thấy lần đầu đó. Nhưng mà thực ra thì nó ok. Nó ok ở chỗ là đảm bảo được cái nguyên tắc là thông thoáng cho đứa nhỏ. Mình để ý là khi một cái đứa bé sốt, tay chân nó lạnh, nhưng mà cái bụng nè, cái nách nè, nếu mà mình rờ đi sẽ rất nóng. Cái nách, nghĩa là Linh sót cái nách. Như vậy, như vậy mình còn sót cái nách nè. Cắt thêm cái lỗ nữa, hai cái lỗ nữa. Và cái tay, cái chân á, thì mình cũng nên để thoáng luôn. Mình không có cần phải là mang găng, mang vớ. Như vậy là không đắp chăn, không quấn mền, không mang găng, mang vớ, không mặc quần áo chật. Cái nguyên tắc thứ hai là cái căn phòng mà bé được ở lúc đó như thế nào.
thì người ta khuyến cáo là cái căn phòng đó phải thông thoáng, phải mát mẻ để nó luân chuyển không khí, giúp đứa nhỏ tỏa được cái nhiệt ra môi trường xung quanh. Nếu mà chúng ta giữ bé mát, vậy mình có nên cho bé uống thuốc không? Dĩ nhiên, nếu như bé của mình có một cái tiền căn bệnh lý trước đó rồi, tôi nói ví dụ như bé đã từng có bệnh tim, bệnh phổi, những cái bệnh mãn tính trước đó, thì thôi nếu bé có sốt thì nên uống thuốc hạ sốt để đừng có làm nặng thêm cho cái tim và cái phổi của đứa bé nữa. Tuy nhiên, nếu như con mình hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, trước giờ không bệnh gì cả, cái sốt đó nó là một phản ứng có lợi của cơ thể. Thứ nhất, nó báo hiệu cho mọi người xung quanh biết là bé mình đang bệnh. Thứ hai là cái phản ứng sốt đó nó là một cái phản ứng mà cơ thể đang đấu tranh chống lại cái con siêu vi hoặc là cái con vi trùng đang xâm nhập vào cơ thể của bé. Quan trọng nhất là mình quan sát đứa nhỏ. Nếu mình thấy đứa trẻ đó dù có sốt nhưng mà vẫn vui vẻ, chơi giỡn bình thường, vẫn ăn uống được và vẫn ngủ ngon thì mình không có cho uống thuốc hạ sốt. Cái thứ hai là cho trẻ uống nhiều nước. Đây là một cái chuyện rất là đơn giản nhưng nó lại là một trong những cái khâu quan trọng nhất để giúp đứa nhỏ giảm được cái nhiệt độ. Đó là mình uống nhiều nước. Nước lạnh hay là nước ấm hay là nước nóng? Nước gì cũng được ạ. Nước gì cũng được, miễn là bé uống cảm thấy thoải mái. Có thể là nước lọc nè, có thể là nước trái cây pha loãng loãng ra cho bé uống cũng được. Cái số 3 là chúng ta thấy là khi chúng ta sốt thì chúng ta rất là mệt và thậm chí có thể đau nhức mình mẩy nữa. Đứa bé cũng như vậy. Chỉ có điều là nó không có nói được rõ ràng ra thành tiếng như mình thôi. Như vậy thì khi bé sốt, mình phải cho bé nghỉ ngơi. Hạn chế không cho bé chạy nhảy nè, không cho bé hoạt động những cái hoạt động mạnh để giữ gìn cái sức khỏe cho trẻ. Và với ba cái động tác đó, bé cảm thấy thoải mái, vui vẻ, chơi giỡn bình thường thì chúng ta cứ vậy theo dõi, không cần phải uống thuốc hạ sốt cho bé. Hay quá, Linh hiện tại cũng đang dùng phần lớn những cái lời khuyên của bác sĩ. Linh sẽ bổ sung thêm những cái lời khuyên mới của bác sĩ. Và một trong những cái dịch vụ khác mà Linh đã có thấy ở nước ngoài là khi bé bị bệnh thì bác sĩ có thể tới nhà khám bé. Và Linh thấy cái dịch vụ này rất là giúp ích bởi vì có lúc Linh cũng khá bận với công việc. Thì không biết ở Việt Nam mình có những cái dịch vụ như vậy không ạ? Đa số các phụ huynh khi mà trẻ bị bệnh á, thì cái chuyện đầu tiên người ta nghĩ tới là sẽ đi khám. Thì một trong những cái thực trạng ở Việt Nam đó là gì ạ? Bệnh rất là đông, cho nên mình phải ngồi chờ. Nó sẽ gây ra cái nguy cơ bị lây nhiễm chéo. Có thể con mình chưa bệnh nhưng mà chưa bị cái bệnh này, nhưng mà vô gặp ngồi bên cạnh một cái bé bị một cái bệnh nào khác, thế một hồi đi khám về cái rước thêm một cái bệnh nào khác mới. Đúng rồi, như là vài tuần trước Linh cũng bị trường hợp này, dẫn bé đi đi chích ngừa. Và lúc đó tình cờ đúng là phải chích ngừa cho thủy đậu. Nhưng cái vaccine ngày đó cho thủy đậu đã hết. Thì dẫn đến là mình sẽ đã hẹn cho vài tuần sau. Rồi sau đó 2 tuần sau bé đã bị thủy đậu. Tại vì những cái bệnh mà lây ở trẻ em đó, nó rất là khó phòng ngừa. Ví dụ như tay chân miệng đi. Chỉ cần những cái bé tay chân miệng mà nó nhiễu nhão, nước miếng xuống bàn xuống ghế, xong rồi bé đã đi chỗ khác, rồi một bé khác tới sau ngồi lên và cái tay chạm vào, như vậy thì đã là lây rồi. Khi mà cái áp lực bệnh đông như vậy á, thì bác sĩ không có nhiều thời gian để mà giải thích bệnh nè, để mà dặn dò những dấu hiệu nặng nè, để mà chỉ dẫn cái cách chăm sóc bé cũng như là cái cách uống thuốc sao cho đúng. Nếu mà có một cái dịch vụ mà bác sĩ tới nhà thì mình có thể giảm bớt những cái nguy cơ này. Dạ đúng rồi. Thì ở đây Rio Health có cung cấp cho mình một cái dịch vụ khám bệnh tại nhà. Như vậy cái thứ nhất mình chủ động được thời gian. Thứ hai, bác sĩ đến khám thì chỉ có một mình bác sĩ với bé thôi. Như vậy không có những bé khác. Như vậy mình giảm được cái nguy cơ lây nhiễm. Thứ ba là một bác sĩ, một bé với thời gian thăm khám 30 phút. Thì bác sĩ có đủ thời gian để dặn dò người nhà một cách kỹ lưỡng nhất. Khi mà người nhà có cái nhu cầu cần phải thăm khám thì mình chỉ cần nhập thông tin vô cái app và mình chọn được cái khung giờ phù hợp với cái khung giờ của mình. Mình có thể vô và coi hồ sơ của từng bác sĩ. Và mình có thể lựa chọn cái bác sĩ nào mà phù hợp với cái chuyên khoa, với cái tình trạng bệnh hiện tại mà bé mình đang mắc. Cái ưu điểm thứ ba nữa là gì? Là tất cả những cái thông tin, những cái hồ sơ, những cái tình trạng bệnh cũng như tiền căn của bé và tất cả đều được nhập dữ liệu lên trên cái app trong cái điện thoại của mình. Toàn bộ những cái dữ liệu đó, lần sau bác sĩ tới tái khám chỉ cần lục ra là đã biết lần trước bé bị những cái tình trạng như thế này, có sốt, có ho, có ói, rồi tiền căn bé có dị ứng thuốc hay cái gì hay không, tôi phải né, tôi phải cẩn thận khi xài cái thuốc này hay không. Tất cả những cái đó nó tạo thành một cái chăm sóc sức khỏe xuyên suốt cho đứa nhỏ trong nguyên một cái đợt bệnh. Ngoài ra, Geo Health còn có thêm cái hệ thống nhà thuốc online nữa. Như vậy sau khi bác sĩ đã khám, chẩn đoán bệnh, dặn dò và cho cái toa thuốc
thì cái toa thuốc đó có thể giao tới tận nhà cho mình. Linh thấy rất là những cái dịch vụ này rất là hữu ích, không phải chỉ cho cha mẹ mà bận rộn với công việc, nhưng thấy là cũng là một cách tốt hơn để cho mình có thể giữ sức khỏe cho bé. Cảm ơn bác sĩ Trí. Vậy chúng ta bây giờ qua bác sĩ Khoa nha. Cho Linh hỏi bác sĩ Khoa, nếu mà chúng ta có người lớn tuổi, ví dụ là hơn 60 tuổi ở nhà, thì cái mối quan tâm lớn nhất mà chúng ta nên có là cái gì? Người trên 60 tuổi có rất nhiều vấn đề về sức khỏe mà chúng ta có thể quan tâm. Và một trong số đó là vấn đề về an toàn. Thì cái vấn đề về té ngã là luôn luôn được nhắc đến đầu tiên. Có một thống kê như thế này từ Hội đồng Lão khoa Hoa Kỳ, thì mỗi năm có đến 30% số người già bị té ngã. Và cái điều quan trọng hơn là chỉ 22% trong số đó có thể hồi phục hoàn toàn. Khá thấp hả? Nếu mà đã bị té rồi thì cũng sẽ ảnh hưởng lâu dài. Có đến một nửa số người già sau khi bị té ngã thì họ lại có tâm lý là sợ bị té ngã một lần nữa. Và chính những người thân chăm sóc cho họ lại có cái tâm lý đó nữa. Nó khiến họ yếu đi và gia tăng các vấn đề về tim mạch, béo phì, teo cơ, và họ lại càng tăng cái nguy cơ té ngã hơn. Vậy nghĩa là nếu mà người lớn tuổi đã bị té ngã thì chúng ta không phải chỉ quan tâm về cơ thể của họ mà cũng cần phải quan tâm về cái tâm lý của họ. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì những cái thay đổi về tâm lý ở người lớn tuổi sau khi bị ngã và những cái vấn đề sức khỏe liên quan cũng có thể khiến cho họ trở nên thu mình, tự cô lập với xã hội, dẫn đến nguy cơ mắc những cái vấn đề về trầm cảm và sa sút trí tuệ. Linh cảm thấy là té ngã là một trong những cái vấn đề lớn mà Linh nên quan tâm khi sống với mẹ và cho chúng ta khi mà chúng ta sống với một người lớn tuổi. Thì không biết là chúng ta có thể làm cái gì để mình có thể đảm bảo sự an toàn của cha mẹ, ông bà ở nhà. Để phòng ngừa té ngã thì chúng ta phải hiểu là lý do tại sao người già lại dễ bị té ngã. Thì có 3 lý do chính khiến người già dễ bị té ngã. Đầu tiên là các vấn đề về thị lực. Sau 40 tuổi thì mắt đã bắt đầu bị lão hóa rồi và đã ảnh hưởng tới thị lực rồi. Ngoài ra thì người lớn tuổi thì thường có những cái bệnh lý mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường thì cũng khiến ảnh hưởng tới thị lực của họ. Thì một số điều chúng ta có thể làm, ví dụ như chúng ta có thể cố gắng đảm bảo được ánh sáng đầy đủ, đặc biệt là những cái nơi nguy hiểm như là cầu thang, như là hành lang, là phòng tắm chẳng hạn. Chúng ta sẽ bố trí đèn ngủ hoặc là những cái công tắc đèn ngay đầu giường, những nơi mà người già ngủ. Hoặc là chúng ta sẽ để một cái đèn pin ngay đầu giường để lỡ mà tối cúp điện chẳng hạn thì có đèn pin. Rồi thì chúng ta sẽ cố gắng loại bỏ những cái tấm thảm hoặc là những cái bàn và kệ thấp, tránh những cái lối đi chính trong nhà. Nói chung là chúng ta nên cố gắng đảm bảo cái ngôi nhà của mình gọn gàng, ngăn nắp nhất có thể. Với hai đứa bé, chuyên môn của hai đứa là bài đồ chơi. Họ chỉ nguyên ngày đem đồ chơi từ đây qua bên chỗ khác. Thì cái điều chính mà Linh dẫn với họ đó là sau khi chơi xong buộc phải cắt lên. Và nhất là những cái trái banh hoặc là những cái đồ chơi nào mà có bánh xe. Tại vì nếu mình lỡ đạp lên một cái là những cái bánh xe tròn thì mình dễ cho mình trợt và té. Nói chung thì tất cả các thành viên trong gia đình nên cố gắng giữ cho cái ngôi nhà mình được an toàn. Cái nguyên nhân chính thứ hai mà dẫn đến té ngã ở người cao tuổi đó là việc dùng thuốc. Thì người cao tuổi mà họ phải, đôi khi họ có những cái bệnh mãn tính, họ phải dùng thuốc. Và thỉnh thoảng một vài loại thuốc sẽ gây ra những cái triệu chứng như là buồn ngủ, chóng mặt, là dẫn đến là họ dễ bị té ngã. Thì nếu như ông bà chúng ta trong nhà mà khi mà uống thuốc có những cái triệu chứng như vậy thì chúng ta cần phải báo với bác sĩ ngay để bác sĩ có thể đổi những cái loại thuốc khác phù hợp hơn. Vậy nếu thuốc mà người lớn tuổi đang uống khiến họ bị nhức đầu, bị chóng mặt, để dễ bị té ngã thì không biết là họ có những thuốc gì có thể uống để giảm bớt nguy cơ bị té ngã không ạ? Sĩ muốn nói đến vitamin D. Vitamin D có vai trò rất là quan trọng giúp người cao tuổi có cái hệ xương được chắc chắn, được khỏe hơn để chống té ngã. Hoặc là khi mà lỡ không may mà có té ngã đi thì những cái hậu quả gây ra nó cũng ít nghiêm trọng hơn. Thì theo cái CDC họ khuyến cáo là người cao tuổi nên bổ sung khoảng từ 700 cho đến 800 đơn vị vitamin D mỗi ngày. Một số cách để chúng ta bổ sung vitamin D như là từ thức ăn, từ thực phẩm và sữa có bổ sung vitamin D, hoặc là từ những cái loại ngũ cốc, hoặc là những cái loại cá như là cá hồi, cá thu và cá mòi. Một cách khác là chúng ta cố gắng tiếp xúc với ánh nắng mỗi ngày. Ngoài ra thì có thể dùng một loại thuốc
có bổ sung vitamin D. Vậy nếu mà chúng ta đang dùng vitamin tổng hợp thì có cần phải bổ sung với vitamin D riêng không? Thường thì những cái loại mà vitamin tổng hợp đã có chứa sẵn vitamin D trong đó rồi. Chúng ta có thể tham khảo cái hàm lượng vitamin D bên trong những cái loại vitamin tổng hợp đó là bao nhiêu. Thường nó có chứa khoảng từ 300 cho tới 1.000 đơn vị vitamin D. Thì như vậy thì cũng tương đối đầy đủ đối với nhu cầu hàng ngày. Về canxi thì sao? Canxi có quan trọng không? Nói về canxi á, thì có thể lấy ví dụ như thế này. Bộ xương của chúng ta là ngôi nhà. Và canxi chính là gạch để xây cái ngôi nhà đó. Và vitamin D là cái phương tiện để mình đưa cái gạch đó vào ngôi nhà. Do đó canxi cũng có vai trò quan trọng không kém. Nhu cầu canxi hàng ngày á, của người lớn tuổi thì thường khoảng từ 500 cho tới 1.000mg. Tuy nhiên khác với vitamin D thì canxi có rất là nhiều ở trong thức ăn. Do đó nếu mà ông bà mình được ăn uống đầy đủ các chất á, thì hầu như không cần phải bổ sung thêm canxi. Thì một số loại thức ăn có nhiều canxi, có thể kể đến như sữa, bơ hoặc là các thực phẩm làm từ sữa chẳng hạn. Hoặc là một số loại rau cải như là cải xoăn, đậu bắp, cải bó xôi, sữa đậu nành hoặc là một số loại cá như cá ngừ cũng có rất là nhiều canxi. Vậy chúng ta đã nói về thuốc uống, về vitamin, về thức ăn. Vậy cho Linh hỏi là vai trò của thể dục là có vai trò gì trong việc phòng ngừa té ngã? Cái nguyên nhân thứ ba mà khiến người già dễ bị té ngã là cái vấn đề về cơ xương khớp. Nếu mà cái hệ cơ quan này mà yếu, khả năng té ngã của người già rất là cao và thậm chí là nặng hơn, có thể gây tàn phế. Tập thể dục giúp cho cái hệ cơ xương khớp của người già sẽ được khỏe mạnh hơn và từ đó sẽ giảm được cái nguy cơ té ngã. Một điều đơn giản người già có thể làm đó là mình sẽ cố gắng đi bộ khoảng 30 phút một ngày hoặc là 2,5 giờ một tuần. Ngoài ra thì cái môn như là bơi lội và đạp xe đạp cũng giúp ích rất là nhiều cho những người mà có những vấn đề về khớp háng và khớp gối. Đây là khá nhiều thông tin. Và một trong những cái điều lớn nhất của Linh khi Linh dẫn mẹ đi khám bác sĩ là Linh không có nhớ tất cả những cái lời khuyên của bác sĩ. Và Linh cũng cố gắng viết xuống. Rồi sau đó về tới nhà thì mình cũng quên hoặc là có phát sinh thêm những cái câu hỏi khác. Tới đó thì Linh không muốn trở lại phòng khám chỉ cho hỏi một cái câu hỏi duy nhất thôi. Mình hiểu vấn đề của chị. Và thật ra có rất nhiều khách hàng và bệnh nhân gặp vấn đề tương tự là họ không thể nhớ được những lời dặn của bác sĩ. Thì để giải quyết vấn đề này, Chiu Health có dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa, telemedicine. Thì một bác sĩ làm telemedicine, họ sẽ làm 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Ngoài ra thì tất cả những hồ sơ của khách hàng sẽ được lưu trữ trên ứng dụng. Khi cần, bác sĩ và cả khách hàng có thể truy cập một cách dễ dàng. Hay quá, Linh thấy cái dịch vụ này rất là giúp ích. Bởi vì nhiều lúc đi khám bác sĩ hoặc là dẫn mẹ, dẫn bé đi bác sĩ thì có nghe nhiều thông tin, nhiều lời khuyên và rất khó để cho Linh ghi xuống hết và cũng rất khó để cho Linh nhớ hết. Thì cảm ơn bác sĩ lời khuyên hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ vì sức khỏe cộng đồng của Linh hợp tác cùng Geo Health. Nếu các bạn có câu hỏi cho các bác sĩ hay có những chủ đề về sức khỏe mình muốn tìm hiểu thêm thì hãy cho Linh biết bằng cách để vào comments hay inbox nha.